Hôm nay thì em Hương sẽ lên sóng và báo giá về một loạt dòng xe Kia Morning. Nhập khẩu có, Việt Nam có, số sàn và số tự động đều có. Và điểm chung đều là máy số thì ngon, nguồn gốc rõ ràng. Và điều đặc biệt là giá chỉ loanh quanh từ 215 cho đến 225 triệu thôi ạ. Em sẽ quay đầu tiên là chiếc xe Kia Morning đời 2016, số sàn, động cơ trang bị 1.25 nhé. Em này nước sơn màu trắng đẹp này. Bản lắp ráp trong nước đời 2016 có chiếc xe Kia Morning màu trắng đẹp của em Hương đây ạ. Mâm vẫn là mâm la cũ của nguyên bản sản xuất này, nên là đèn halogen rồi. Quay luôn vào bên trong, khách hàng nhà mình cùng xem bên trong những khoang động cơ, máy móc của xe. À, hôm nay thì video sẽ là rất là dài nên em chỉ quay bên trong nội thất thôi nhé. Ghế da căng mọng luôn các bác này. Ghế da căng mọng luôn, xe được trang bị có túi khí an toàn rồi. Về dòng xe Kia Morning thì form dáng cực kỳ nhỏ gọn thôi. Em này với cái giá thì là 215 triệu cho chiếc xe Kia Morning đời 2016 đang được chào bán bên em Lê Hương ô tô Hải Dương. Những bác nào đang quan tâm và có cái tầm tiền từ 200 cho đến 225 triệu và muốn Kia Morning thì nhắc máy liên hệ cho em Lê Hương có hotline 0354602790. Bên cạnh chiếc xe Kia Morning màu trắng thì em Hương còn có một chiếc xe Kia Morning màu vàng. Em màu vàng này thì lên được cho em là la răng sắt thể la răng đúc thể thao rồi. Được sản xuất vào năm 2016 và giá chào bán cũng chỉ có 215 triệu thôi. 215 triệu các bác nhé. Chiếc Kia Morning này cũng là đời 2016, giá chào bán cũng chỉ có 215 triệu thôi ạ. Được trang bị màn hình OLED xịn sò, trên vô lăng thì có bọc thêm áo kiểu da rắn như kia nhá. Ghế da thì em Hương cũng trùng tu lại cho em nó một bộ ghế da cao cấp mới rồi. Chân nỉ nguyên zin cực kỳ sạch đẹp luôn. Kia Morning màu vàng 215 triệu, đời 2016, lên bộ la răng rất là chất rồi các bác này. Đây, nước sơn màu vàng zin đẹp, đèn hậu phía sau của Kia Morning màu trắng này, Kia Morning màu vàng này. Và tiếp theo sang bên đây thì là một chiếc xe Kia Morning với biển là biển Hà Nội 4, có hai mắt cảm biến va chạm phía sau và cam lùi đầy đủ rồi. La răng thì lên la răng hoa mai, cực kỳ xịn xóa luôn. Xi nhan tích hợp chân gương. Một chiếc xe Kia Morning đời 2009, em này sẽ là số tự động đẹp đây ạ. Động cơ trang bị 1.0 số tự động đẹp cho chiếc xe Kia Morning của em Hương, giá chào bán 225 triệu. Lên la răng hoa mai, đèn halogen cực kỳ sáng này, biển Hà Nội. Xi nhan tích hợp chân gương, động cơ trang bị 1.0. Nếu như bác nào quan tâm về dòng xe nào mà loanh quanh trên 200 triệu mà kén biển Hà Nội thì em có chiếc xe này nhé. Xi nhan chân gương đầy đủ rồi, 225 triệu cho một siêu phẩm số tự động Kia Morning. Ghế da đây ạ, ghế da em này thì có thêm những cái viền màu vàng và hai cái gối như thế này. Em này thì trang bị thêm cho em là có cả sấy sưởi ghế và sấy sưởi kính nhé. Nhập Hàn có sấy sưởi ghế và sấy sưởi kính này. Có thêm túi khí an toàn ở trên vô lăng đầy đủ rồi. Trần cũng là trần nguyên lin, à quần trần lỉ nguyên zin các bác nhé. Đây, màn hình cam hành trình to vật vã luôn. Sấy sưởi kính có, sấy sưởi ghế có. Và điều đặc biệt là em này là số tự động đẹp. Cam kết tất cả khi các bác mua xe bên em, dù là số sàn hay số tự động thì đều là máy số ngon, cương kính cục chỉnh rồi. Và không đâm xô, không ngập nước. Sang bên đây thì còn có một chiếc xe Kia Morning màu xanh nữa này. Chiếc xe Kia Morning màu xanh này cũng là số tự động đẹp cho em Hương này, biển Hà Nội. Hai chiếc xe này đều là biển Hà Nội. Chiếc xe Morning này với nước sơn màu xanh đẹp, được sản xuất vào năm 2010. Động cơ trang bị là 1.0 xe 5 chỗ ngồi, lên bộ mâm cực chất rồi, đèn halogen, xi nhan tích hợp chân gương, nước sơn màu xanh mát mắt. Dù các bác có kén cho mình phong thủy màu như thế nào thì em Hương đều cung cấp đầy đủ cho mình. Em này và em vừa rồi không khác nhau là mấy đúng không ạ? Điều hòa auto, ghế da cao cấp zin đẹp luôn. Màn hình giải trí thì em này có đầu đài nguyên bản theo xe nhé, túi khí an toàn đầy đủ rồi. Trần là trần nỉ nguyên zin. Kia Morning với nước sơn màu xanh đẹp đây ạ. Biển Hà Nội. Form dáng phía sau đây các bác này, form dáng phía sau đây. Trước và sau hay như nào em sẽ đều quay chi tiết cho hàng nhà mình xem. Một dàn lốp còn rất là dày dặn và đẹp luôn, xi nhan tích hợp ở trên gương rồi. Gương kính thì auto cụp chỉnh tự động cho em nhé các bác nhé, auto tự động cho em. Giá chào bán 225 triệu cho chiếc xe Kia Morning đời 2010. Em Morning này số tự động nhưng là bản lắp ráp trong nước các bác nhé. 225 triệu bản lắp ráp trong nước. Và cuối cùng là một chiếc xe Kia Morning biển 89 với nước sơn màu trắng đẹp. Chiếc xe Kia Morning này của em Hương được sản xuất vào năm 2011 và em này cũng là bản lắp ráp trong nước. Nhưng giá chào bán của đời 2011 chỉ với giá là 218 triệu thôi. Vì sao Kia Morning 2010 200
25 triệu mà Kia Morning 2011 là 218 triệu. Đơn giản là vì chiếc xe này em được bác chủ cũ là một người quen mua lại với cái giá mềm, nên là cái lộc lá đấy bác chủ cũ để lại cho em, thì em sẽ để lại luôn cho bác khách nào quan tâm và may mắn trong ngày hôm nay nếu như sở hữu chiếc xe Kia Morning màu trắng đẹp biển 89 của em. Chiếc xe Kia Morning màu trắng này cũng là số tự động đẹp, động cơ trang bị 1.0, 218 triệu xi nhan trên gương rồi, nước sơn màu trắng cực kỳ xịn sò luôn. Em này thì có luôn cả màn hình giải trí đầy đủ các bác nhé. Điều hòa auto, số tự động đẹp, túi khí an toàn đầy đủ rồi, có màn hình giải trí. Và điều nhấm, điểm nhấm của em này là ghế da để em Hương đây các bác này. Ghế da mác chủ cũ cũng mới bọc lại bộ ghế da cực kỳ xịn sò căng bóng luôn. Chân nỉ nguyên zin có bọc thêm ni lông cực kỳ sạch sẽ luôn. Gương kính thì auto tự động, 4 cánh cửa đều là keo chỉ zin. Nước sơn màu trắng đẹp. Đây ạ, các bác nhìn này, la răng thể thao nhớ, phía sau xe thiết kế đây. Cụm đèn pha hậu phía sau cực kỳ sắc nét, có cam lùi và cam hành trình đầy đủ rồi. Màn hình giải trí, túi khí an toàn. Thôi rồi thì em Lê Hương đã quay về một video rất là chi tiết về 5 chiếc xe Kia Morning của em Hương. Trắng số tự động, xanh số tự động, xám số tự động, vàng số sàn và trắng số sàn. Em còn thêm vào vài chiếc xe màu đỏ nó đang trên đường về nhé. Kia Morning 2011 bản lắp ráp trong nước, số tự động 218 triệu. Kia Morning đời 2010 số tự động bản lắp ráp trong nước 225 triệu. Kia Morning nhập khẩu đời 2009 giá chào bán 225 triệu. Và Kia Morning số sàn đời 2016 giá chào bán 215 triệu. Kia Morning đời 2016 màu trắng đẹp giá chào bán 215 triệu. Vừa rồi thì em Lê Hương đã lên sóng và báo giá 5 dòng xe Kia Morning đang sẵn tại showroom bên em. Những bác nào quan tâm nhấc máy và liên hệ cho em 0354602790. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào những buổi báo giá trực tiếp tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.